Hello các bác nhé, chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Acetone. Thì hôm nay bên em xin giới thiệu mọi người đây là những bộ mà tô vít đóng của Tone, những cái đóng của Tone các nhá. Và tất nhiên rồi, những cái bộ tô vít đóng của Tone thì đã được rất là nhiều anh em mua từ cái thời mà 2017, 2018 Acetone là bán Tone, và đến hiện tại thì bây giờ bán được người Tone, và đến hiện tại bây giờ thì nó đã quay trở lại. Và những bộ tô vít đóng này thì nó có cái những cái gì cải tiến và những cái gì mới thì em xin giới thiệu chi tiết cho mọi người ngay bây giờ nhé, giới thiệu chi tiết cho mọi người ngay bây giờ để anh em đỡ mất thời gian. Đây, em sẽ lấy cái bộ này đi, bộ này như là đã được bóc ra rồi. Đấy, đây là một cái bộ tô vít đóng của Tone, nó sẽ gồm 6 cái, mã hàng của nó sẽ là KD6 các nhá, KD6 của Tone, và tất nhiên là sản xuất ở trong tại Nhật Bản rồi các nhá, ok chưa? Đấy, thì với cái này thì nó có tác dụng như gì, dùng ra làm sao, dùng nó có dễ dàng không, em sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người ngay bây giờ. Đây, em mở hộp cái này ra, và tổng thể nó sẽ gồm 6 cây, và 6 cây là em sẽ đo chiều dài tổng thể cho mọi người luôn để các bác có muốn là tham khảo với cái chiều dài, tham khảo với tính năng và cây mỏ led, cái túi đóng này nó có tác dụng ra sao được, em sẽ lấy chi tiết tổng thể. Đây ạ. Đấy, thì một cái bộ nó gồm 6 cây và nó có một cái gọi là vỉ nhựa đựng như này thôi. Còn khi mà bóc cái vỉ nhựa ra thì các bác sẽ thấy là ở đây nó chia làm rất là cụ thể. Nó chia là tổng thể là 6 cây. Một cây thì nó sẽ gồm 3 cây hai cạnh và 3 cây bốn cạnh nhá, 3 cây hai cạnh và 3 cây bốn cạnh. Và mỗi một cây thì nó sẽ có một cái mạ, một cái màu riêng biệt khác nhau. Đây, ok chưa? Và đấy, 3 cây hai cạnh các bác nhìn thấy rõ luôn, nó sẽ là cái màu xám như này. Và trên một cây như này các bác có thể mua lẻ từng cây đều được, nhưng mà trên một cây, còn đây em bán cả bộ, trên một cây như này thì nó đều khắc cái mã hàng, mã của sản phẩm luôn. Ví dụ như đây là KMD075 này, 206 này, KMD120X này, và KMD150-19Y này, tất cả nó đều có cái mã ký tự của hãng luôn. Và tất nhiên rồi, những cái dòng này của Tone thì đều sản xuất tại Nhật Bản ngay. Ngay kể cả những cây nhỏ nhất như này, các bác có thể nhìn rõ giúp em là nó sẽ dập Japan ở trên này này, dập nổi luôn các nhá, Tone Tune này, ok cho mọi người. Và tất nhiên là những dòng tô vít đóng nên là cái phần đúc thép, các bác có thể nhìn thấy là với cái phần nhựa trong này, nó sẽ là cái phần đúc thép liền từ đầu đến đuôi, từ đầu đến phần đuôi như này, là thép hết toàn bộ. Các bác nhìn thấy là cái phần nhựa trong này nó đúc liền thép ở đây để các bác có thể sử dụng luôn. Và tất nhiên là với cái tác dụng thế thì các bác có thể là dùng búa nhựa hoặc là những cái búa khác, dùng kiểu búa thép các thứ, tác dụng lực vào đây, tác dụng lực vào đây để đóng thắng con ốc vít của mọi người, lâu ngày nó cũng han rỉ ra có nhá, han rỉ ra. Và cái đặc điểm hay của những cái cây này nữa, thứ nhất là về màu sắc mà các bác đã dễ nhìn thấy rồi, còn thứ hai nữa là các bác có thể thấy là giúp em là cái phần này nó thiết kế nó không phải là dạng tròn mà nó sẽ là cái dạng đầu vuông. Mục đích của cái đầu vuông này là gì, và hãng họ cũng đã để cái đằng sau để mọi người có thể nhìn rõ luôn này. Với cái đầu vuông thì các bác có thể là dùng với cây mỏ led vào đây, dùng cây mỏ led với cái tác phụ cái đầu vuông này để mọi người có thể đấy sử dụng đóng, và đóng vào đầu như thế này đều được các nhá, đóng vào đầu như thế này đều được. Đó, tức là anh em có thể là dùng mỏ led, dùng mỏ led để siết như thế này để tháo những con ốc vít mà nó bị chặt, thì anh em cầm như này thì là tay nó sẽ là nó tác dụng nó sẽ nhiều lực hơn. Tất nhiên là kể cả trong cái trường hợp như thế nào thì có thêm một cây mỏ led mà anh em cái phôi nó sẽ là phôi phôi vuông như này, thì anh em tác dụng lực vào đây thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, vặn những con ốc cứng, vặn những con ốc mà han rỉ nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, kể cả hai cạnh và bốn cạnh thì nó đều như vậy cả, ok chưa các bác. Và tất nhiên rồi, đây là cái cây nhỏ nhất, và em sẽ đo luôn cho mọi người tổng chiều dài. Tổng chiều dài của cây nhỏ nhất này là 155mm các nhá, 155mm. Và bề rộng của cái đầu mũi vít này là 5 ly các nhá, bề rộng của đầu mũi vít này là 5 ly, ok chưa? Đấy, cây hai cạnh tiếp theo nó sẽ là cái cây lớn hơn là KMD-100, KMD-100 các nhá. Và tất nhiên rồi, cũng Japan là dập nổi như này luôn này, Japan dập nổi như này luôn, Tone Tune này. Nói chung nó này rất là đẹp và chỉn chu. Phần nhựa nó vẫn là đúc liền, phần thép nó vẫn là đúc liền từ đầu đến đuôi như này. Ok chưa các bác? Size này thì nó to hơn và nó dài hơn một chút xíu. Size này thì tổng chiều dài của nó lên tới là 195mm, và bề rộng cái đầu mũi vít này nó sẽ là bề rộng của đầu mũi vít này nó sẽ là 6 ly các nhá, bề rộng của mũi là 6 ly. Còn size lớn nhất ở đây thì nó sẽ là size dài tổng thể của sẽ là 260mm, và bề rộng đầu mũi vít ở đây thì lên tới là 9 ly các nhá, rất là lớn. Và hàng của nó sẽ là KMD-150, KMD-150 các nhá. Ok chưa? Đấy, còn về thông số nó vẫn là Japan, nó dập nổi như này rồi, dập nổi luôn ở trên này luôn. Đấy, các bác nhìn thấy rõ luôn này.
Đấy, cái màu nhựa này nó hơi khó nhìn một chút nhưng mà anh em có thể nhìn thấy rõ luôn. Còn cái càng cái phần to như này thì quá nhìn thấy là cái phần thân thép ở đây nó càng hiện rõ ra để mọi người có thể nhìn kỹ luôn. Dùng búa tác dụng lực của đây thì cứ gọi là khuê lên chứ còn gì, không vấn đề gì cả quá. Và tất nhiên rồi, ngoài sử dụng như này thì các bạn thấy là cái phần đầu thép này bao giờ nó sẽ làm cứng và dày hơn, để khi mà bác muốn đóng vào những con ốc vít ấy, thì cái tác dụng lực đột ngột ấy, thì anh em sử dụng cái phần này nó luôn luôn được bền bỉ. Và cái phần này thì các bác có thể là đưa vào đây để có thể là tăng lực siết cho cái tăng lực siết, hoặc là dễ dàng tháo con ốc hai vít han dỉ hơn, dễ dàng hơn rất là nhiều. Ok mọi người, đấy là về cái hai cạnh thì đang có sẵn là 3 cái. Còn tiếp theo nó sẽ là tương tự như thế, ví dụ như ba hai cạnh thì tương tự nó sẽ có 4 cạnh. 4 cạnh các bạn thấy là mã hàng của nó sẽ là KPD trừ 001, tức là đầu PS1 có nhé, PS1. Và tất nhiên rồi, Japan nó cũng dập nổi như này, dập nổi luôn, và Tonetun. Ok cho mọi người. Và dài tổng thể của nó cũng sẽ là như cây kia, đầu nó sẽ khoảng tầm là 150mm, 150mm đầu size PS1. Ok cho mọi người, tương với cây màu đỏ. Và cây màu đỏ lớn hơn thì nó sẽ là size PS2, dài tổng thể là 195mm. Và mã hàng của nó sẽ là KPD002, PD002 các nhé. Đây, còn Japan và Tone thì nó vẫn dập như vậy, để anh em có thể thấy rõ là cây này nó là chỉnh chu thế. Và tất cả thân nó đều là đúc vuông, nên là khi bác vừa có thể là vặn như này và vừa có thể đút cây mỏ led vào để có thể là tăng cái lực siết cho mọi người. Và cây lớn nhất ở đây thì cũng chính là cái cây chắc là cây PS3 thôi, KPD003, tương ứng với cái đầu của vít nó sẽ là PS3. Tức là một cái size như này, một cái bộ như này nó gồm là những cái size phổ thông nhất để các bác có thể là sử dụng để tháo ốc vít nó bị hư, ốc vít nó bị han rỉ rồi, ốc vít nó bị gọi là lâu ngày không thể tháo tôi vít thường. Đây, Japan Tonetun. Và dài tổng thể của nó em nghĩ là cũng sẽ xem với cái kia, đâu đó khoảng tầm là 250mm đấy nhá, 250mm, đúng rồi, 255mm để có thể sử dụng. Và một bộ 6 cây như này, giá bình thường ngoài thị trường thì chắc chắn là giá sẽ cao hơn tại Hearthstone rồi. Nhưng mà giá tại Hearthstone thì mọi người có thể là mua với mức giá dễ tiếp cận hơn. Và cụ thể nó sẽ là bao nhiêu thì em sẽ giới thiệu luôn cho mọi người luôn bây giờ. Giá đang bán tại thị trường lên tới là 800.000 một bộ như này. Thì giá khuyến mãi cho các bác là còn 600.000 một bộ. Tất nhiên là với cái bộ đầu tiên đó nhá, với cái bộ đầu tiên 600.000 một bộ. Nên là nếu bác nào có cần mua cái bộ đầu tiên này với giá 600 thì anh em có thể là để lại ngay số điện thoại hoặc là liên hệ ngay bên em một trong hai số này để bên em có thể hỗ trợ cho mọi người. Còn hiện tại thì video cũng khá là dài rồi và em cũng đã giới thiệu cho mọi người rất là chi tiết và cụ thể khi mọi người nhận hàng như nào, hàng hóa xuất xứ ra làm sao em cũng đã nói rõ. Nếu mà bác nào cần có thể liên hệ một trong hai số hotline trên kênh bên góc trái màn hình này để bên em có thể hỗ trợ cho các bác các anh nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người.